Bố mẹ Hoàng Oanh phản ứng ra sao khi con gái thông báo ly hôn? Hoàng Oanh từng chia sẻ, cuộc sống hôn nhân của cô và chồng Tây tồn tại nhiều khác biệt về văn hóa. Sau ly hôn, Hoàng Oanh vẫn miệt mài làm việc và lạc quan nhắn nhủ bản thân phải mạnh mẽ vượt qua biến cố. Mới đây, trong một talk show, Hoàng Oanh cho biết cô ngỡ ngàng trước phản ứng của ba mẹ tại thời điểm cô thông báo ly hôn. Hoàng Oanh kể, thật sự phản ứng của bố mẹ em lúc đó là ngoài sức tưởng tượng của em. Em ngồi xuống em giải thích lý do tại sao thì bố mẹ em không muốn nghe và bố em lúc đó nói là con không cần phải giải thích. Suốt khoảng thời gian mình không hạnh phúc thì không ai biết. Lúc ở xa gia đình, lúc ở bên sinh bố mẹ ở Việt Nam thì em chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ có nói ra thì bố mẹ cũng lo mà cũng không giúp được gì cho mình thì lại càng khó chịu hơn nên em không nói gì hết. Và thật sự đến lúc em về đây, mọi việc em đã tự giải quyết những cái mâu thuẫn hay là những cái tan vỡ bên trong mình. Mọi thứ bắt đầu sắp xếp lại ổn rồi thì bắt đầu em mới nói là bây giờ con quyết định sẽ ly hôn. Lúc đó, ai cũng ngạc nhiên nhưng không nói gì nhiều hết. Bố mẹ em im lặng vài ngày và đến một ngày khi mà bản thân em cần cảm thấy cho bố mẹ một lời giải thích thì em mới ngồi xuống giải thích lý do tại sao. Thì bố mẹ em không muốn mẹ và bố em lúc đó nói là con không cần phải giải thích. Và bố em nói là cả nhà mình nha, sau này đừng ai nhắc gì về chuyện đó nữa, để Oanh nó buồn, là xong. Em không có cơ hội để mà nói thêm về vấn đề đó luôn. Có nghĩa là bố mẹ quyết định là không cần sát muối vào vết thương đó nữa. Nghĩa là nó đã quyết định xong là xong và cả nhà không ai nhắc về người đó nữa hết. Có thể thấy, sau biến cố hôn nhân Hoàng Oanh dần cân bằng lại cuộc sống, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mặc dù đã chia tay, nhưng Hoàng Oanh và chồng cũ đều giữ mối quan hệ tốt đẹp, không ngại tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả hai luôn hỗ trợ nhau trong việc chăm con. Cách cư xử văn minh sau ly hôn của Hoàng Oanh không phải ai cũng làm được. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.